Hello các bạn, chào mừng các bạn quay về với kênh Hoa Kiển Hồng Thi Đây là cây bóng giấy Mỹ, chiều cao khoảng 20-30cm Chậu nó là nên chậu 7 nha quý vị Mà cây nó cũng to to rồi, nó cũng khoảng 3 bốn tuột trên cây rồi Ai mua điện cho Hồng Thi ngay, số điện thoại 0918708965 965 Cây bông giấy Mỹ nha quý vị tình yêu Nó có hai loại, bên kia là loại chậu 10 Bên mình đang chỉ ngón tay là chậu 10 nha, còn bên đây là chậu 7 Ai mua điện thoại cho Hồng Thi ship toàn quốc nha Hiện giờ cái chậu, chậu 7 này mình còn khoảng tầm ngàn thôi nha còn chỗ 10 mình còn khoảng 3, 3, 3, 300 Điện cho ông Thi nghe Số điện thoại 0918 708 965 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đăng ký kênh youtube của mình Này cây nhà lá vườn các bạn ơi Quá trời đẹp bông nó quanh năm nội ơi Bông nó khoái cái bông giấy Mỹ nó bông nó hoài luôn nó không Bông nó đơm 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 Nó khủng gụng lá là ra bông Rất là tuyệt vời Cảm ơn các bạn nha Cây hoa giấy Mỹ Ai mua ủng hộ ông Thi nghe Số điện thoại 0918 708 965 hoặc là điện thoại 02773 93 Cái này là chậu 10 nha Còn bên này là chậu 7 Đây là chậu 7 nè Nó rụng lá thôi chứ không sao Còn đây chậu 10 bị dơi Ui trời trời thôi quá trời quá nè Rồi điện thoại cho em ngay Bông giấy mà rụng lá ăn thua gì các bạn ơi Mình chơi bông giấy chuyên nghiệp là mình biết rồi Nó rụng lá là cây nó khỏe đó Rồi cảm ơn các bạn nhớ đăng ký kênh của mình